chung tay của cộng đồng để phòng chống dịch COVID-19. Vợ chồng anh Nhân đã quyết định dùng toàn bộ số tiền tiết kiệm được để giúp sức hỗ trợ những người yếu thế khó khăn giữa đại dịch. Ngay sau khi đập heo đất, vợ chồng anh Nhân đã đến Ủy ban nhân dân xã Chê Bua trực tiếp trao 100 triệu đồng tiền mặt để chính quyền có thêm nguồn lực phục vụ cho công tác phòng chống dịch và mua nhu yếu phẩm cấp phát cho các gia đình khó khăn. Số tiền 12 triệu đồng còn lại, anh Nhân đã mua khẩu trang y tế, dung dịch sát khuẩn, nước rửa tay để trao cho người dân trên địa bàn. Thực ra thì kinh tế của vợ chồng mình nó cũng ở cái mức bình thường, tức là cũng buôn bán rồi làm ăn, nuôi con ăn học thế thôi. Nhưng mà cái số tiền này thì là nó, tại vì mình đã dành từ rất là lâu rồi, và cái mục đích cũng đã có sẵn rồi. Nên là khi mình khi mà cái dịch bệnh xảy ra thì mình đập ống heo đó là mình ủng hộ. Thì vừa qua được sự quan tâm cũng như lòng hảo tâm của ông Đào Anh Nhân, Buôn Đôn xã Cư Bua thì có hỗ trợ cho ủy ban xã 100 triệu về công tác phòng chống dịch COVID trên địa bàn. Thì cũng được như vậy thì ủy ban xã đã chỉ đạo các ban ngành đoàn thể phối hợp để mua quà để tặng cho 110 hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn xã, và cũng ra soát trên địa bàn xã những hộ khó khăn để tiếp tục tặng cho những hộ đó, để sao mà hạn chế được trong cái phòng chống dịch mà không để cho người dân trên địa bàn gặp khó khăn. Cũng với mong muốn được góp một phần sức lực nhỏ bé của mình vào công tác phòng chống dịch, Nguyễn Tài Nam, chàng trai khuyết tật mang trong mình căn bệnh u sợi thần kinh hiểm nghèo, cũng đã đứng ra vận động hàng trăm triệu đồng cùng với các thành viên của câu lạc bộ Theo Chiều Thiện Tâm, mua gạo, khẩu trang y tế, dung dịch sát khuẩn và một số nhu yếu phẩm khác cấp phát cho người dân ở các vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh Đắk Lắk. Hành động đẹp của Nguyễn Tài Nam đã khiến nhiều người xúc động và cảm phục. Thấy những hoàn cảnh khó khăn hôm nay nhá, thì em thấy thương mà em cùng cảnh của em không, cùng cả đồng cảm luôn. Thì em giúp với cùng bài viết học, cùng phòng. Đại dịch COVID-19 bùng phát và hoành hành trên khắp thế giới, hoạt động kinh tế và đời sống của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trong gian khó ấy, thực hiện chủ trương chống dịch như chống giặc, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, nhân dân Đắk Lắk đã đồng lòng chung sức ngăn chặn đại dịch và thể hiện tinh thần nhân ái sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn, giúp nhau vượt qua gian khó. Trong giai đoạn cả nước gồng mình chống dịch, nhất là thời điểm thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, với tinh thần sẻ chia, bầu ơi thương lấy bí cùng, rất nhiều những việc làm hay, hành động đẹp đã được các tổ chức đoàn thể cùng nhiều cá nhân thực hiện, tạo sức lan tỏa rộng lớn. Trong đó, mô hình ATM gạo nghĩa tình đã trở thành câu chuyện truyền cảm hứng, tạo niềm tin cho cộng đồng và xã hội về những giá trị nhân văn. Chỉ một tuần sau khi máy ATM gạo nghĩa tình đầu tiên được lắp đặt tại tỉnh Đắk Lắk, phong trào đã lan tỏa đến tận vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, với nhiều cây ATM gạo nghĩa tình được lắp đặt trên toàn tỉnh. Với phương châm ai cần thì lấy, ai có thì góp, chương trình đã nhận được sự ủng hộ chia sẻ của hàng ngàn tấm lòng nhân ái trong và ngoài tỉnh, từ các cơ quan đơn vị doanh nghiệp cho tới những nông dân, những cụ già, trích tiền lương hưu, những em bé dành toàn bộ số tiền tiết kiệm để ủng hộ. Không những nhận được gạo, ban tổ chức còn nhận được khẩu trang, nước sát khuẩn và các thực phẩm khác. Từ 1,5 tấn gạo ban đầu, các ATM gạo nghĩa tình trên toàn tỉnh đã huy động hơn 132 tấn gạo, 3 tấn rau, 12.300 quả trứng, 350 thùng mì tôm và nhiều thực phẩm khác để hỗ trợ cho các gia đình nghèo, giúp họ ổn định cuộc sống trước ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Ở một mình độc thân thôi, tôi ở nhà thuê, nhà mướn. Thế là tôi bị đau hơn một năm nay rồi, thế là tôi lại mới bị ngã nứt xương sống nữa. Thế là tôi ráng mới chưa được khỏi thật, nhưng mà tôi nghe chương trình người ta nói đi qua đi lại, người ta nói tôi nghe được. Thế là tôi vội vàng là tôi đi lên trên này, tôi thấy coi như là rất mừng, tôi thấy gặp được tôi rất mừng. Thế tôi xin rằng là được xin cảm ơn tất cả mọi người trong đại gia đình đây đã nghĩ đến những người nghèo trong những hoàn cảnh như thế này. Nhằm chia sẻ những khó khăn của bà con nhân dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, thì Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với một số đơn vị tổ chức cái ATM gạo nghĩa tình. Thông qua cái ATM này thì bằng những cái việc làm thiết thực và cụ thể thì thanh niên của tỉnh và đặc biệt là rất là nhiều những cái mạnh thường quân
đã ủng hộ gạo và tổ chức các hoạt động để mà giúp đỡ cho bà con nhân dân vượt qua những cái khó khăn trong cái thời điểm dịch Covid-19 đang diễn ra rất là phức tạp. Thì qua cái hoạt động này thì cái ý nghĩa nhân văn của nó được rất là đông đảo dư luận xã hội quan tâm và cùng nhau chia sẻ. Vụ dưa hấu năm nay, nông dân khấp khởi vui mừng vì dưa hấu đạt năng suất cao. Thế nhưng đại dịch Covid-19 bùng phát đã khiến nhiều gia đình điêu đứng, hàng trăm tấn dưa hấu làm ra không tiêu thụ được. Trước thực trạng đó, người tiêu dùng và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã chung tay giải cứu cho bà con nông dân. Thương lái nay là họ không có đến bên vườn, thành ra người dân cũng là hơi bận rộn với cái vụ mà vất vả cái vụ thương lái đấy. Thành dưa trong địa phương chỉ có hỗ trợ lẫn nhau là bán trong chợ thôi, chứ không có đưa ra ngoài tỉnh được, thành ra là giá rất thấp, giá từ khoảng cỡ ngàn mấy thôi. Được hỗ trợ cho người nông dân như thế này thì rất mừng, rất cảm ơn các nhà hảo tâm để quan tâm đến bà con nông dân. Đáng chú ý trong giai đoạn đại dịch Covid-19 bùng phát là các hoạt động của đoàn viên thanh niên tỉnh Đắk Lắk. Đó là việc quyên góp, vận động, ủng hộ khẩu trang, dung dịch sát khuẩn và các nhu yếu phẩm thiết yếu cho những người làm công tác chống dịch ở tuyến đầu. Là việc may khẩu trang của hội viên phụ nữ, làm tấm chắn giọt bắn của đoàn viên thanh niên công an tỉnh Đắk Lắk. Hay việc chế biến dung dịch sát khuẩn của đoàn viên thanh niên trường đại học Buôn Ma Thuột. Tất cả đều nỗ lực chung sức vì mục tiêu đẩy lùi dịch bệnh. Đoàn viên thanh niên trong toàn tỉnh còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh đến tận các thôn buôn, vùng sâu, vùng xa để người dân biết được mối nguy hiểm cũng như biện pháp phòng bệnh. Vận động đoàn viên thanh niên ngoài cái giờ làm việc cũng đã tranh thủ cái thời gian nghỉ ngơi để cùng nhau sản xuất các mặt đạn tia bắn. Và cái mục tiêu của đoàn thanh niên công an tỉnh hướng tới là ngoài cái công tác tuyên truyền theo cái phong trào chuyên môn về thực hiện các cái nhiệm vụ chính trị, thì việc sản xuất cái mặt nạ chống tia bắn này cũng sẽ hướng tới là cung cấp cho cái số cán bộ chiến sĩ của công an tỉnh đang làm nhiệm vụ tại cái trung tâm cách ly tập trung của công an tỉnh. Và cái mục tiêu cao hơn hướng tới là sẽ sản xuất nhiều hơn để cung cấp cho cái cán bộ chiến sĩ ở các trạm giao thông tuần tra kiểm soát, cũng như là cái số cán bộ tại cái đơn vị địa phương. Đại dịch Covid-19 nổ ra đã làm đảo lộn mọi mặt trong cuộc sống của toàn nhân loại. Hiếm khi trong đời người chúng ta được chứng kiến vấn đề sức khỏe của người dân từ mọi quốc gia trên thế giới lại được quan tâm cùng thời điểm như vậy. Và trong hoàn cảnh đó, tinh thần tương thân tương ái của người dân Việt Nam lại được thể hiện. Ngoài những cơ quan đơn vị doanh nghiệp và người dân tự nguyện đóng góp và tổ chức các hoạt động từ thiện nhân đạo, trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Đắk Lắk đã tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Chữ Thập Đỏ về tình hình và các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đồng thời quyên góp tiền, hiện vật để kịp thời hỗ trợ cho các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Kết quả, trong đợt dịch vừa qua, các cấp Hội Chữ Thập Đỏ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã cấp phát trên 60.200 khẩu trang vải và khẩu trang y tế, gần 3.000 chai xà phòng, dung dịch rửa tay cho người dân, hỗ trợ trên 4.380 xuất quà gồm gạo và các thực phẩm thiết yếu